Trong thông báo mới phát đi, Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho biết, vừa qua có một số thông tin cơ quan chức năng của Việt Nam kêu gọi một số doanh nghiệp ở phía Bắc tự nguyện giảm 30% mức sử dụng điện, EVN khẳng định đây là thông tin không chính xác. Bộ Công Thương cũng ra công điện chỉ đạo về việc này. Tập đoàn Điện lực Việt Nam nhấn mạnh đã xây dựng các kịch bản cung ứng điện, thực hiện các giải pháp đồng bộ hiệu quả. Vì vậy, từ đầu năm 2024 đến nay, việc cung ứng điện đã được đảm bảo tốt. EVN không có kế hoạch và không thực hiện tiết giảm nhu cầu sử dụng điện của khách hàng.